thời gian gần đây tình trạng vận chuyển buôn bán trái phép da cầm sản phẩm da cầm qua biên giới vào việt nam diễn ra khá phổ biến phức tạp tại các địa phương có chung biên giới với các nước nguy cơ các chủng virus cúm da cầm và nhiều loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác xâm nhiễm từ nước ngoài lây lan là rất cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi da cầm và sức khỏe người dân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành công điện số 426/2023 yêu cầu ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố biên giới tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kiểm soát Đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn lối mở khu vực biên giới, cảng biển, đường sông để ngăn chặn kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép vào Việt Nam. Chỉ đạo lực lượng công an, bộ đội biên phòng, hải quan, ban chỉ đạo 389 của địa phương tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hành vi vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua biên giới, phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời bắt giữ và xử lý nghiêm các vụ nhập khẩu trái phép gia cầm và sản phẩm gia cầm tổ chức tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới về sự nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm và tác hại khi buôn bán vận chuyển gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc. Các bộ và ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chủ động chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thú y tăng cường công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo quy định pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tăng cường công tác giám sát chủ động phát hiện sớm các ổ dịch cúm da cầm để xử lý không để dịch lây lan trên diện rộng chủ động hướng dẫn người dân phòng chống bệnh cúm da cầm có khả năng lây sang người